Công ty Minh Motor xin kính chào quý khách. Sau đây là máy bơm chìm, nước sạch, inox, có phao, có màng lọc cặn bẩn. Có các công suất phổ biến như sau. Công suất 0.37 kW, 0.5 HP, 0.5 ngựa. Có mã hàng là QDXS6 -10 -0.37F. Sử dụng điện áp 1 pha 220V. Cột áp ở chiều cao 11m bơm được 3 khối, ở chiều cao thấp hơn như là 7m thì bơm được 10 khối. Cột áp cao nhất 11.5m, lưu lượng bơm được nhiều nhất là 13 khối, tốc độ khoảng 3000 vòng trên phút, dòng điện ampere định mức là 2.5 ampere, hệ số bảo vệ kháng nước kháng mùi là IP68. Thiết kế chung là phần đầu và phần thân được làm bằng inox, vùng bơm được làm bằng gang. Đây là phao tự ngắt. Đây là phần ống xả. Có đường kính trong là 32mm, đường kính ngoài là 40mm. Đây là dây nguồn cắm vào điện 1 pha 220V để vận hành. Tiếp theo là công suất 0.55 kW, 0.75 HP, 0.15 ngựa. Có mã hàng là QDXS10 -10 -0.55F. Điện áp là 1 pha 220V. Cột áp ở chiều cao 3m bơm được 5 khối, chiều cao thấp hơn như là 7m thì bơm được 15 khối. Đây là cột áp cao nhất. Còn đây là lưu lượng bơm được nhiều nhất. Tốc độ khoảng 3000 vòng trên phút. Hệ số bảo vệ kháng nước kháng bụi IP68. Dòng điện ampere định mức là 380 ampere. Đây là ống xả. Ống xả có đường kính trong là 32mm, đường kính ngoài là 40mm. Phao dây nguồn. Công suất là 0.75 kW, 1 HP, 1 ngựa. Mã hàng là QDXS10 -16 -0.75F. Điện áp 1 pha 220V. Cột áp ở chiều cao 18m bơm được 5 khối, chiều cao thấp hơn là 6m thì bơm được 15 khối. Đây là cột áp cao nhất. Nên đây là lưu lượng bơm được nhiều nhất. Dòng điện ampere định mức là 6.1 ampere. Hệ số bảo vệ kháng nước kháng bụi IP68. Đây là ống xả, có đường kính trong là 41mm, đường kính ngoài là 49mm. Theo là công suất 1.1 kW, 1.5 HP, 1.5 ngựa. Mã hàng là QDXS14 -16 -1.1F. Điện áp 220V. Cột áp ở chiều cao 16m bơm được 10 khối, thấp hơn là ở 12m là bơm được 22 khối. Đây là cột áp cao nhất. Trên này là lưu lượng bơm được nhiều nhất. Tốc độ là 3000 vòng trên phút. Hệ số bảo vệ kháng nước kháng bụi là IP68. Đây là phần ống xả, có đường kính trong là 40mm, đường kính ngoài là 49mm. Công suất 1.5 kW, 2 HP, 2 ngựa. Mã hàng là QDXS15-18 1.5. Điện áp là 1 pha 220V. Cột áp thì ở chiều cao 19m bơm được 10 khối, chiều cao thấp hơn là 13m là bơm được 22 khối. Đây là cột áp cao nhất. Đây là lưu lượng bơm được nhiều nhất. Tốc độ khoảng 3000 vòng trên phút. Hệ số bảo vệ kháng nước kháng bụi IP68. Dòng điện ampere định mức là 8.8 ampere. Đây là ống xả, đường kính trong là 40mm, đường kính ngoài là 49mm. Sau đây sẽ là phần hút. Phần hút của tất cả các công suất xếp nhau. Có lưới lọc bảo vệ, lưới lọc cặn bẩn. Sau đây là hình ảnh kho xưởng của văn phòng công ty.